Đây là quán phở gà đặc biệt của ông chủ người Hờ Mông ngay giữa lòng Hà Nội. Tại đây, bánh phở được tráng thủ công bằng gạo nương Hà Giang. Thực khách đến đây không chỉ vì phở ngon mà còn bởi sẽ được tận mắt chứng kiến mọi công đoạn làm bánh phở, từ tráng bánh, thái sợi đến khi thưởng thức một tô phở nghi ngút khói, thơm ngon, khó cưỡng. Chủ quán là anh Lý Trần Trà, 36 tuổi, dân tộc Hờ Mông. Tôi rất là tự hào đến thời điểm hiện tại thì quán phở của tôi là quán phở của người Mông và duy nhất tại Hà Nội. Phở của người Mông và phở của người miền xuôi thì có cái sự khác biệt là bánh của người miền xuôi thì là người ta tráng bằng máy công nghiệp, còn của người Mông thì người ta sẽ tráng bằng thủ công, bằng tay. Như vậy thì cái bánh phở của mình thì nó sẽ mềm hơn và dai hơn, dẻo hơn so với cả bánh công nghiệp. Về nước phở thì miền xuôi với cả miền ngược thì nấu nó cũng tương đối là giống nhau thôi, nhưng mà của người Mông thì người ta có một số thảo dược để mà người ta làm nên một cái bát phở gà nó đặc biệt hơn. Chủ quán cho biết để tạo nên sợi bánh phở, gạo sẽ được ngâm khoảng 8 tiếng thì đem xay thành bột nước rồi tráng thành bánh. Khi tráng cần khéo léo xay đều tay để bánh có độ dày vừa phải. Đợi khoảng 3 phút bánh chín thì phơi để nguội rồi thái nhỏ thành sợi. Trong thời gian mới mở quán thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về cái lượng khách hàng ấy. Khi mà khách hàng đến với tôi thì người ta chưa quen cái bánh phở của miền núi ấy. Thì khi người ta ăn thì người ta cảm thấy là nó mềm hơn so với bánh công nghiệp ấy. Nên là cái thời gian đầu thì cũng tương đối là khó khăn. Nhưng sau đó thì khi mà quán đi vào hoạt động rồi, sau khoảng 2 năm đấy thì quán khi mà có lượng khách người ta ăn, người ta cảm nhận thấy là nó có cái sự khác biệt. Hai nữa là cái bánh phở nó mềm hơn, và quan trọng nhất là bánh phở này khi mà làm ra thì người ta nhìn thấy mình làm trực tiếp luôn ấy, thì người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Điều đặc biệt nhất ở đây là bánh phở ở đây mình có thể nhìn thấy là mọi người tự tráng và rất là đặc biệt, không phải ở đâu cũng có được cái hàng như này. Mình cũng giới thiệu rất là nhiều người, thậm chí là cũng có những cái bác Nhật làm việc cùng ấy, người Nhật thì người ta đến đây ăn và người ta cũng thành khách quen luôn ở đây, thì người ta rất là thích phở ở đây. Ngoài bánh phở tự tráng, nguyên liệu gà cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Anh Trà cho biết gà quán chọn là loại đẻ ít nhất từ 2 đến 3 lứa, nuôi trong khoảng thời gian 6 đến 7 tháng. Gà được luộc trong nước dùng để tăng vị ngọt béo tự nhiên. Mình thì thường xuyên đến đây thưởng thức cái món phở cà ta của người Mông này. Nói chung là từ cái nguyên liệu cho đến thực phẩm ở đây thì là rất là chuẩn. Từ miền núi người ta chuyển xuống và những cái hương vị của nó thì nước thì rất là ngon, nó ngọt từ xương, nhiều gà. Đấy, vị bánh phở thì nó khác với mọi nơi, là bánh phở đây là mình tự tráng, bánh phở rất là mềm, mình từ khâu chế biến thì là mình đã được nhìn thấy trực tiếp từ cách người ta tráng bánh cho đến lọc gà và luộc gà, mình nhìn trực tiếp thì mình thấy là cái khâu vệ sinh thì rất là an toàn.